Kính chào quý khán thính giả, hôm nay là ngày thứ 5, 5 tháng 4 năm 2012. Chương trình phát hình của bản tin qua tin đốn gồm có phần tin đáng chú ý, bản tin thế giới với vạn lý, bản tin sinh hoạt cộng đồng về lễ bế mạc khóa tĩnh tâm thánh linh mùa chay vào ngày 25 tháng 3 năm 2012 tại giáo xứ Đức Mẹ Mân Côi, thành phố Greenville, South Carolina do nhóm phóng viên SBTN South Carolina thực hiện. Phần tin đáng chú ý được mở đầu với những tin sau đây. Hoa Kỳ theo dõi nỗ lực của Iran trong việc tạo bất ổn ở a Afro-Hãng ông Obama ký dự luật giao dịch nội bộ và mong muốn có thêm hạn chế ở Quốc hội. Chính phủ liên bang bày trừ lường gạt về cho vay tiền mua xe. Trước hết kính mời quý khán thính giả theo dõi bản tin Hoa Kỳ theo dõi nỗ lực của Iran trong việc tạo bất ổn ở A Phú Hãng. Các cơ quan tình báo Hoa Kỳ tăng cường chú ý tới chủ nghĩa khủng bố do quốc gia bảo trợ, giữa lúc có sự phát giác cho rằng Iran đang làm việc đằng sau hậu trường để tạo ra bất ổn và tình trạng chống Mỹ tại A Phú Theo các viên chức Mỹ. Tehran đã ra lệnh cho các nhân viên mật của họ tại a phú hãng khai thác sự phẫn nộ của công chúng bùng phát từ sau vụ đốt kinh koran hồi tháng hai cho thấy các binh sĩ hoa kỳ vô ý đốt các bản thánh kinh hồi giáo bị tịch thu từ một trung tâm giam giữ a phú hãng vụ này đã tạo ra các cuộc biểu tình trên khắp nước khiến cho bảy người chết và sáu mươi người bị thương tại tỉnh Herat gần biên giới iran các nhân viên làm việc cho Tehran được tin là đã đóng một phần vai trò trong việc xúi dục sự bất ổn tại Herat theo một viên chức chính phủ hoa kỳ tòa đại sứ iran tại kabul có một chương trình hoạt động rất tích cực để tạo ra tinh thần bài Mỹ. Viên chức này nói thêm rằng không chắc là có phải Tehran đang cố tình hạn chế hoạt động của họ hoặc không có khả năng thực hiện các hoạt động có thể gây ra thêm tai hại. Trong số những hoạt động của họ là mưu toan ám sát đại sứ nước Saudi cho tới nước Hoa Kỳ hồi tháng 10 năm hai, năm ngoái và mưu toan tấn công các nhà ngoại giao do Thái làm việc tại Georgia và Ấn Độ hồi đầu năm nay. Tehran nhiều lần phủ nhận những nỗ lực yểm trợ của họ để tạo ra bất ổn tại A Phú Hãng và những nơi khác trong vùng. Nhưng các viên chức Mỹ nói rằng Iran đang đẩy mạnh ảnh hưởng của họ bằng hàng loạt các biện pháp, bao gồm cả việc xây trường học ở Phú Hãng, huấn luyện và trang bị cho phiến quân Phú Hãng, cung cấp vũ khí cho loạn quân và những khuôn mặt chính trị chọn lọc tại Yemen, cùng cố vấn cho chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad tại Syria. Tòa Bà Đốc đang kiểm soát thiệt hại vì lời phát biểu của ông Obama về tối cao pháp viện. Tòa bạch Ốc bị buộc phải ở thế biện hộ vào ngày hôm qua khi cơ quan này tìm cách giải thích về lời phát biểu gây tranh cãi mà tổng thống Barack Obama đưa ra trước đó trong tuần này đối với việc duyệt xét của tối cao pháp viện về luật cải tổ y tế do ông ký. Hôm thứ hai, ông Obama đã bày tỏ sự tin tưởng là tòa án này sẽ không thực hiện một bước chưa hề có và bất thường bằng cách lật ngược luật đó, khiến gây ra cơn bão phản đối cho rằng ông thiếu chính xác và thách thức những vị thẩm phán cao nhất nước trong năm bầu cử. Tối cao pháp viện có thể quyết định bác bỏ luật Affordable Care Act của ông, nới rộng bảo hiểm cho hàng triệu người dân Mỹ, triệt hạ thành quả chính trong nhiệm kỳ tổng thống của ông và gây phương hại tới cuộc vận động tái tranh cử của ông vào ngày 6 tháng 11. Tổng thống, người từng dạy luật hiến pháp tại Đại học Chicago, đã làm nhà bớt lời phát biểu đó bằng cách nhấn mạnh rằng ông muốn nói tới hành động của tòa án này về vấn đề thương mại là một sự phân biệt rõ ràng về luật pháp. Tham vụ bố trí Jay Carney của Tòa Bạch Ốc bị buộc phải nhiều lần biện hộ cho lời phát biểu của sếp mình như là một sự quan sát sự kiện. Ông nói rằng Tổng thống không có ý và không nói rằng đó sẽ là điều chưa hề có để cho tòa án phán quyết rằng một đạo luật là vi hiến. Ông Obama ký dự luật giao dịch nội bộ và mong muốn có thêm hạn chế ở Quốc hội. Tổng thống Barack Obama kêu gọi kiểm soát nghiêm ngặt hơn đối với các nhà lập pháp để đối đầu với ảnh hưởng tai hại dần về tiền bạc tại Washington. Khi ông ký duyệt luật cấm giao dịch nội bộ mà ông cho là cần thiết để giúp phục hồi niềm tin trong chính phủ Hoa Kỳ. Vì tổng thống dân chủ này nói rằng luật Stock Act mà ông ký tại tòa Bạch Ốc ghi rõ rằng các thành viên quốc hội dùng tin tức riêng để cải thiện việc đầu tư cá nhân là vi phạm luật. Việc thi hành các điều khoản ghi rõ về giao dịch chứng khoán chính sẽ bắt đầu vào tháng 7. Ông cũng kêu gọi thêm hạn chế khi nói rằng giới lập pháp không nên được cho phép làm chủ các chứng khoán trong ngành mà họ có thẩm quyền gây ảnh hưởng và những người nắm giữ quỹ vận động tranh cử cho quốc hội không thể vận động hành lang với những vị dân cử. Ông Obama nói rằng những người có quyền lực không nên tạo ra một loạt quy luật cho chính họ và một loạt quy luật khác cho những người khác. Khi nói như thế, ông muốn liên kết đạo luật về giao dịch nội bộ với một trong những đề tài chính trong cuộc vận động tái tranh cử của ông, đó là sự công bằng kinh tế. Theo ông, nếu phải áp dụng cho những công ty lớn nhất và cho những công dân thành công nhất, chắc chắn là phải áp dụng cho các vị dân cử, nhất là vào lúc thiếu niềm tin giữa thủ đô và phần còn lại của đất nước, luật Stock Act, được Hạ viện thông qua hồi tháng 2 và Thượng viện thông qua hồi tháng 3, ghi rõ những điều cấm của Ủy ban chứng khoán và hối đói đối với việc trao đổi những tin tức riêng được áp dụng cho các nhà lập pháp và các thành viên ban tham mưu của họ. Hồi tháng 11, chương trình 60 phút của đài CBS trình chiếu những khoản giao dịch chứng khoán đáng gây thắc mắc bởi một số thành viên quốc hội, bao gồm cả Chủ tịch Hạ viện John Boehner và lãnh tụ dân chủ ở Hạ viện là bà Nancy Pelosi lãnh tụ khối đa số hạ viện là đảng viên cộng hòa Eric Cantor nói rằng sự ủng hộ lưỡng đảng dành cho luật giao dịch nội bộ cho thấy mọi người có thể đến với nhau và chuyển giao kết quả tới cho dân chúng Hoa Kỳ với ưu thế mới ông Romney cáo buộc ông Obama che giấu lập trường hôm qua ứng cử viên cộng hòa Mitt Romney đã cáo buộc tổng thống Barack Obama có ý định che giấu lập trường thực sự của ông trong trận khẩu chiến giữa hai người vốn đang gia tăng cơ hội đối đầu nhau trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Ông Romney công kích ông Obama một ngày sau khi thắng thế trong ba cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ và tiến tới gần cuộc đề cử của đảng Cộng hòa. Cựu thống đốc Massachusetts này trích dẫn lời phát biểu của ông Obama đối với tổng thống Dmitry Medvedev của Nga hồi tuần rồi và cho là lời phát biểu đã làm hổ thẹn tổng thống Hoa Kỳ khi họ bị bắt gặp trên máy ảnh. Ông Obama trấn an nhà lãnh đạo nước Nga rằng ông sẽ có thêm sự uyển chuyển để làm việc đối với vấn đề phòng thủ phi đàn sau cuộc bầu cử ngày 6 tháng 11. Ông Romney nói chuyện tại cùng phiên hội nghị mà ông Obama đã tấn công ông vào hôm thứ ba. Qua lời phê bình cho thấy một dấu hiệu rõ ràng là cuộc vận động cho tổng tuyển cử đang diễn ra một cách hữu hiệu. Ông Obama đã nêu đích danh ông vốn là một điều ông Obama tránh làm trước đó và chỉ trích ông đã ủng hộ kế hoạch ngân sách của phe Cộng hòa vốn sẽ cắt giảm nhiều trong chương trình Medicare và những chương trình khác dành cho người nghèo và các bậc cao niên. Ông Romney phản bác rằng ông xem lại những gì tổng thống nói và thấy rằng có quá nhiều điều bị bóp méo và không chính xác nên khó mà đưa ra nguyên cả danh sách về những điều đó. Theo bản thăm dò của Viện Gallup hôm qua, ông Obama dẫn trước ông Romney với tỷ lệ 48% trên 39% tại hàng chục tiểu bang chiến trường tranh cử, vốn có thể nghiêng về bất cứ đảng nào trong cuộc tổng tuyển cử. Chính phủ liên bang bài trừ lường gạt về cho vay tiền mua xe Hôm qua, ủy ban Bộ Dịch Liên bang cho biết cơ quan này đã nộp đơn quy tố hai đơn vị kinh doanh có trụ sở ở California về các vụ lường gạt và yêu cầu một tòa án Hoa Kỳ ngưng hoạt động của họ. Các viên chức của cơ quan này nói rằng vụ lường gạt bắt đầu với các công ty nhận hàng trăm Mỹ Kim tiền lệ phí trước mắt từ những khách hàng bị trễ hạn trả nợ, rồi hứa hẹn bảo đảm hoàn tiền lại nhưng ngưng việc lấy lại quyền sở hữu xe và giảm tiền trả xe. Vụ kiện đó nhắm vào các cơ sở Hope for Car Owners và Auto Debt Consulting cùng với các bị cáo Patrick Freeman, Michael Campiruzzi và Nathan Nafso. Một mẫu quảng cáo phát thanh nói rằng một người bị trễ tiền xe 4 tháng và sắp sửa bị mất xe nhưng Hope for car owner đã can thiệp và không những đã ngưng lại việc tái chiếm hữu xe mà họ còn thương lượng để giảm tiền nợ xe từ 1.200 mỹ kim một tháng xuống còn 548 mỹ kim. Tuy nhiên cơ quan này tìm thấy rằng ít nhất có một người có xe bị lấy lại và những người khác được bảo hãy giấu xe của họ đi sau khi đóng lệ phí và không còn trả nợ cho công ty vay nguyên thủy nữa. Giám đốc của sở bảo vệ người tiêu thụ thuộc cơ quan này cho biết bất chấp lời hứa hẹn hạ thấp tiền xe hàng tháng cho khách hàng. Những cơ sở lường gạt đó đã tính hàng trăm Mỹ Kim tiền lệ phí trước mắt khiến để lại gánh nặng tài chính cho người tiêu thụ còn tệ hơn là lúc ban đầu những vụ này là những vụ kiện đầu tiên của cơ quan chống lại các công ty cung cấp việc điều chỉnh nợ vay tiền xe vào lúc mà các vụ tịch thu xe còn nhiều ủy ban một nội dịch liên bang cáo buộc rằng các bị cáo thuộc cơ sở or consultant thường hứa giảm tiền xe hàng tháng cho khách hàng từ 25% tới trăm với tiền lệ phí thay đổi trong khoảng từ 350 Mỹ Kim tới 799 Mỹ Kim Hoa kỳ giảm bớt một số hạn chế đối với miến điện chính phủ Obama giảm bớt một số hạn chế về du lịch và tài chánh đối với miến điện theo sau những cuộc bầu cử lịch sử cho thấy phe đối lập thắng tại quốc hội trong quốc gia đông nam á từng do quân đội cai trị này hôm qua ngoại trưởng Hillary clinton loan báo rằng hoa tình đốn sẽ cho phép các viên chức cao cấp miến điện viếng thăm hoa kỳ và cho phép xuất cảng các dịch vụ tài chánh để tưởng thưởng nước này về việc thực hiện cải cách chính trị bà cũng còn nói rằng hoa tình đốn sẽ mở văn phòng cho cơ quan phát triển quốc tế tại miến điện trước đó bà clinton từng nói rằng hoa kỳ sẽ đáp ứng tích cực trước tiến bộ tại quốc gia này vào dịp cuối tuần qua lãnh tụ phe đối lập là bà an san Suu Kyi, một cựu tù nhân chính trị đã thắng được chiếc ghế trong quốc hội qua các cuộc bầu cử cho thấy đảng của bà đã thắng lớn tại cơ quan lập pháp kính thưa quý khán thính giả chương trình phát hành của bản tin quan tình đốn xin tạm ngưng nơi đây xin quý vị vui lòng đừng rời máy bản tin ngoại tình đốn sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo thương mại